Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ là 12 giờ trưa giờ Cali à, ngày thứ tư ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi. Và Thuận làm video sớm hơn thường lợi hôm nay tại vì chiều nay đó Thuận bận một số công việc. À, và hiện bây giờ thì chứng khoán Hoa Kỳ vẫn chưa có đóng cửa nhưng mà chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn và chủ yếu đó là tình hình của nền kinh tế nói chung tại vì à, các bạn được là nền kinh tế nói chung nó sẽ ảnh hưởng đến à, thị trường crypto của chúng ta cho nên thuận sẽ dành nhiều thời gian để mà chia sẻ về tình hình tổng quát để các bạn hiểu được chuyện đang xảy ra thì đầu tiên hết chúng ta có thể nhìn thấy được là những chỉ số của Hoa Kỳ đó thì là màu đỏ ngày hôm nay. Tuy là chỉ số Nasdaq các bạn vừa mới thấy đó là đã trở về 0%, nhưng mà hai chỉ số còn lại đó chúng ta thấy được là chỉ số Dow Jones à, thì đang âm 1.13% và S&P 500 đó thì xuống 0.83. Hồi sáng này đây chỉ số Dow Jones đã xuống hơn 500 điểm luôn các bạn. Vì chúng ta tiếp tục thấy có một số những sự bất ổn trong cái uh, ngành ngân hàng và cái sự bất ổn này có thể dẫn đến nền kinh tế sẽ đi vào suy thoái để thuận chia sẻ chi tiết hơn với các bạn. Và chúng ta cũng đã nhận được một cái thông tin có thể là ngân hàng Credit Suisse uh, sẽ uh, gặp nhiều khó khăn các bạn. Uh, chúng ta được là một trong uh, những cái công ty lớn hỗ trợ tiền cho ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ ấy, thì họ đã ra quyết định là không tiếp tục hỗ trợ nữa. Đó là cái thông tin lớn nhất mà nhiều bạn đã nhận được rồi. Nhưng mà trước khi chúng ta nói tới cái thông tin đó, đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng dầu đó hôm nay đã xuống rất nhiều các bạn. Hồi sáng này đã có lúc xuống hơn 6%, bây giờ là xuống phần trăm và đây là tôi nhớ lần đầu tiên trong dòng nhiều tháng rồi có thể nói là 4 năm 6 tháng chúng ta mới thấy được là giá dầu giảm xuống tới mức là 68 đô cho một thùng dầu và nếu như mà các bạn theo dõi giá hợp đồng dầu đó như là chúng ta thường theo dõi hàng ngày thì các bạn sẽ được là cái lần cuối cùng chúng ta thấy cái mức giá dầu dưới 70 đô la như là bây giờ đó là cuối tháng 11 của năm 2021 đã rất rất lâu rồi chúng ta mới thấy giá dầu giảm như vậy và đương nhiên trên kênh thuần capital thì không có đầu tư vào hợp đồng dầu nhưng mà chúng ta rất là quan tâm đến giá dầu tại vì giá dầu à, sẽ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến lạm phát nói chung tại vì dầu được sử dụng trong à, sản xuất được sử dụng trong di chuyển các bạn cho nên chúng ta cần phải quan tâm đến còn về vàng thì sao hôm nay chúng ta thấy được là vàng thì có sự tăng nhẹ một chút tăng 0.74% giá vàng thì bây giờ thì vẫn hơn 1.900 đô bây giờ mức là 1925 đô cho một ounce vàng à, còn một crypto đó thì chúng ta sẽ nói tới một lát nữa Nhưng mà hôm nay đó, cái thông tin lớn đó chính là cái thông tin liên quan đến ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse Thì để thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn Hồi sáng này đó, khi mình thức dậy chúng ta được là cổ phiếu của Credit Suisse đã giảm rất là nhiều rồi Chúng ta đã thấy được là bây giờ đó, cổ phiếu này đã ngưng giao dịch Và chúng ta lại thấy một lần nữa cổ phiếu này đã đạt được cái mức thấp nhất trong vòng một năm qua Và chúng ta đã nhìn thấy được là bây giờ đó, cổ phiếu này đã ngưng giao dịch rồi Tại vì tình hình nó quá hỗn loạn các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là cổ phiếu à, của Credit Suisse đã đạt được hai cái đỉnh. À, lần đầu tiên là tháng 3 năm 1998. Cái đó là tháng 12 năm 1999 nhưng mà ngay sau đó thì các bạn thấy được là giá cổ phiếu đã lao dốc từ 288 đô tới bây giờ chỉ còn có 1 đô 70 cent mà thôi các bạn Nhưng mà đây là một thời gian rất là dài Từ năm 1999 đến bây giờ Nhưng mà nói chung đó thì các bạn thấy được đây là một cổ phiếu Mà hầu như là không có sự khởi sắc trong vòng rất rất nhiều năm Và lý do đó tại sao chúng ta đã thấy được Credit Suisse đã giảm 24% ngày hôm nay và nếu như mà không ngưng giao dịch thì có thể là sẽ giảm hơn nữa các bạn tại vì bây giờ ngưng giao dịch cho nên nó không giảm tiếp nữa chỉ giảm tới mức này mà thôi Lý do là chúng ta thấy được một trong những công ty ủng hộ lớn nhất của Credit Suisse đó chính là ngân hàng Saudi National Bank. Ngân hàng này đó họ nói là họ sẽ không tiếp tục châm tiền vào Credit Suisse nữa và điều này làm cho những nhà đầu tư đó cực kỳ lo lắng. Ngân hàng Credit Suisse thì cũng đã bị nhiều cái drama rồi các bạn và cũng đã có nhiều sự lo ngại trong nhiều năm qua và trên trên này chúng ta cũng đã từng nói khá nhiều về Deutsche Bank và Credit Suisse nhưng mà đợt này đó thì tại sao mà ngân hàng hậu thuẫn cho họ là saudi national bank lại không tiếp tục hỗ trợ nữa thì không có nói rõ các bạn thường cũng chưa có rõ tình hình của Credit Suisse chúng ta chỉ biết là họ đã mất đi một cây hậu thuẫn lớn thì nhiều người cho là cũng có thể là sự ảnh hưởng đến từ lãi suất tăng cao các bạn nên hiểu đó là chúng ta thường hay quan tâm đến thị trường của Hoa Kỳ hay là Fed làm gì tại vì thị trường Hoa Kỳ rất là lớn các bạn chứng khoán Hoa Kỳ là thị trường chứng khoán lớn nhất toàn cầu và cái sự quyết định của Fed rất là có sức ảnh hưởng tại vì các bạn đã biết là đồng đô la bây giờ vẫn là tiền dự trữ của quốc tế cho nên chúng ta quan tâm đến Fed và thị trường ở hoa kỳ rất là nhiều nhưng mà các bạn nên hiểu là những ngân hàng trung ương hay là những ngân hàng nói chung đó thì họ đều copy lẫn nhau các bạn ngân hàng trung ương này in tiền ngân hàng trung ương kia cũng in tiền ngân hàng trung ương này tăng lãi suất ngân hàng trung ương cũng sẽ tăng lãi suất À, đó là một cái điều các bạn nên hiểu cho nên những gì xảy ra ở hoa kỳ thì không có chỉ riêng ảnh hưởng đến hoa kỳ đâu ngoại trừ việc là phép ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu chúng ta cũng thấy được là những ngân hàng trung mương khác cũng có động thái tương tự như là phép nhất là chúng ta nói đến ngân hàng trung mương ở châu âu thì họ cũng tăng lãi suất thì cũng có thể à, dẫn đến là chúng ta có những cái sự cố như là một số ngân hàng đó họ sẽ không còn dòng tiền để tiếp tục đầu tư nữa và đây cũng có thể lý do tại sao mà chúng ta thấy Credit Suisse uh, không còn được hậu thuẫn nữa. Dù sao nữa sự thật đó là những nhà đầu tư họ đang tháo chạy và cổ phiếu bây giờ là đang nhường giao dịch. Tình hình bây giờ đó rất là nhạy cảm các bạn. Tuy ngân hàng Credit Suisse là ngân hàng của thụy sĩ nhưng mà các bạn thấy là bây giờ đó rất là nhiều người uh, đang nhạy cảm với lệnh ngân hàng cho nên sau khi mà có thông tin từ Credit Suisse cộng với lại tối ngày hôm qua đó chúng ta đã thấy được là công ty xếp uh, hạng S&P Global Ratings họ đã hạ cấp trái phiếu của uh, ngân hàng First Republic Bank uh, tại vì uh, họ nói là tình thì bây giờ đã căng quá dẫn đến là họ không nghĩ là ngân hàng First Republic Bank này cái trái phiếu như là giấy nợ của họ đáng giá thì bây giờ và cái giấy nợ đó đó đã bị hạ cấp xuống có nghĩa là cấp thấp hơn các bạn nên hiểu là mỗi công ty đó thì khi mà họ bán trái phiếu có nghĩa là họ đi mượn tiền thay vì là họ bán cổ phần họ có thể bán trái phiếu thì những người đầu tư nhìn thuận và các bạn có thể là mua trái phiếu những công ty đó giống như là chúng ta cho họ vay mượn rồi họ sẽ hứa hẹn là trả lãi và lời thì tùy theo công ty những công ty như là các bạn hay là apple đó thì thường những cái nợ mà họ bán là sẽ xếp hạng rất là cao tại vì đây là một công ty mà có tài chính tốt khả năng là họ sẽ không có quỵt nợ nhưng mà chúng ta thấy được là một công ty mà bị hạ cấp xuống có nghĩa là khả năng quỵt nợ đã tăng một chút rồi đương nhiên chúng ta nhìn thấy được là first republic bank chỉ bị hạ cấp từ A trừ à, thành BB cộng mà thôi cũng không phải là tệ lắm các bạn chúng Chưa đến nổi mà chúng ta coi đây là một cái nợ rác Nhưng mà dù sao đây nữa đó, điều này cũng khiến cho những nhà đầu tư tiếp tục bất an Và cộng với lại cái thông tin liên quan đến Credit Suisse Chúng ta đã thấy được là tình hình là CD Group đã giảm xuống 5.65% ngày hôm nay Chúng ta được là JP Morgan Chase, một ngân hàng lớn cũng bị ảnh hưởng giảm 4.64% Wells Fargo giảm 3.68% Bank of America giảm 1% mà thôi đây là cái ngân hàng lớn giảm ít nhất trong những ngân hàng lớn và trong lúc làm video đó các bạn vừa mới thấy chúng ta đã có một cái breaking news một cái thông tin rất là mới luôn liên quan đến Credit Suisse là bây giờ ngân hàng trung ương của thụy sĩ họ sẽ nhúng tay vào và họ sẽ cứu Credit Suisse nghĩa là nếu như công ty Credit Suisse gặp vấn đề liên quan đến thanh khoản khi mà người ta tới rút tiền à, hay là gặp vấn đề gì đó thì à, ngân hàng trung ương của thụy sĩ sẽ nhúng tay vào để mà hỗ trợ cũng tương tự như là Fed và bộ tài chính và FDIC đã nhúng tay vào để mà hỗ trợ những ngân hàng ở hoa kỳ để chống sự sụp đổ bây giờ ở thụy sĩ cũng tương tự như vậy các bạn khi mà lạm phát tăng cao thì quốc gia nào cũng nói là quyết tâm chống lại lạm phát, ngân hàng trung ương nào cũng nói một câu như vậy. Nhưng mà khi bắt đầu tăng lãi suất rồi đó, chúng ta mới thực sự thấy được là nó không đơn giản tăng lãi suất. À, có thể là các bạn thấy tăng không vấn đề gì, nhưng mà từ từ khi mà lãi suất thấm vào trong thị trường rồi đó sẽ dẫn đến một số những cái hệ lụy mà chúng ta không nghĩ đến và sẽ dẫn đến là ngân hàng trung ương một lần nữa lại phải ưu tiên cứu những ngân hàng. Tôi sẽ chia sẻ thêm về vấn đề này, à, tại vì vấn đề này cũng sẽ liên quan đến cái quyết định của Fed trong tuần sau. Hôm nay chúng ta nhận được một số những cái thông tin quan trọng liên quan tới lạm phát. Chúng ta cũng đã nói tới chỉ số CPI rồi ngày hôm qua và CPI đó là chỉ số phần trăm lạm phát người tiêu dùng và các bạn đã nhớ là phần trăm lạm phát người tiêu dùng đó cũng coi như là rất tốt cũng như là ước muốn rồi cũng đã thấy được là chỉ số CPI đã giảm xuống nghĩa là cái sự tăng trưởng của lạm phát đã coi như là chậm lại nhưng mà chúng ta hôm nay đã nhận được một chỉ số có tên là PPI hiểu đơn giản đó CPI đây là cái phần trăm lạm phát của người tiêu dùng còn PPI là đo lường phần trăm lạm phát của những cái công ty sản xuất đương nhiên rồi công ty sản xuất đó họ phải đi mua vật liệu để họ sản xuất thì nếu vật liệu đó mà tăng giá thì khi họ sản xuất ra thì họ cũng sẽ tăng giá cái mặt hàng đó lên thì chúng ta thấy được là cái phần trăm của PPI cũng đã giảm luôn. Chúng ta thấy được là cái thông tin mới nhất là 4.6% so với là một năm trước, trong khi mà tháng vừa rồi đó là 5.7% và ước tính là 5.4, có nghĩa là PPI giảm rất là nhanh luôn, nhanh hơn là ước tính rất là nhiều. Và core PPI cũng tương tự, có nghĩa là cái phần trăm làm phát của những cái nơi sản xuất nhưng mà không có tính năng lượng và thực phẩm đó thì cũng giảm nhiều hơn ước tính luôn các bạn. Tháng vừa rồi 5.4 Ước tính là 5.2 và con số này được là 4.4 và nhiều người xem cái chỉ số này là cái chỉ số đi trước. Đương nhiên là khi mà người ta sản xuất đó mà cái chi tiêu sản xuất ít hơn à, tại vì phần trăm lạm phát đã chậm lại thì khi mà họ sản xuất, họ bán ra ngoài thì lúc đó người tiêu dùng mới đi mua ở cái mức giá thấp hơn thì sẽ dẫn đến là CPI thấp hơn cho nên đây là một cái chỉ số đi trước có nghĩa là nhiều người xem đây là dẫn chứng là phần trăm lạm phát CPI hay là PCE vẫn sẽ tiếp tục giảm xuống dựa theo PPI mà chúng ta vừa mới nhận được cộng với thông tin này đó chúng ta thấy được là cái tài liệu liên quan đến những cái thông tin bán lẻ so với tháng trước đó đó thì đã giảm xuống các bạn Tháng vừa rồi so với tháng trước đó nữa thì tăng 3.2 Ước tính là tháng này so với cái tháng vừa rồi thì giảm 0.3 nhưng mà sự thật giảm tới 0.4 Đây là một dẫn chứng cho thấy được là người tiêu dùng cũng đã chậm lại rồi Tại vì những cửa hàng đó đã không có bán như là họ mong muốn Và chúng ta thấy được là những mặt hàng gọi là core retail cũng như những mặt hàng này là không có tính xe đó Thì chúng ta thấy được là cũng như là ước tính Tháng vừa rồi so với tháng trước đó là tăng 2.4 ước tính là âm 0.1 sự thật là âm 0.1 Tất cả như chúng ta đều nhận được đều là những lý do để cho Fed có suy nghĩ tích cực hơn về cái tình hình lạm phát hiện tại CPI như ý muốn, PPI như ý muốn Có dự dẫn cho thấy được là những người tiêu dùng họ cũng đã chậm lại rồi thì Fed còn mong muốn thêm gì nữa Trong khi mà chúng ta thấy được là chúng ta đang đối đầu với lại một cái tình hình liên quan tới uh, ngân hàng Vẫn đang uh, diễn ra hiện tại Thì đối với những thông tin này Fed sẽ có những quy định gì cuộc họp trong tuần sau là cuộc họp cực kỳ quan trọng và tôi sẽ cố gắng dành thời gian để mà chia sẻ thông tin nhanh nhất với các bạn về quyết định của Fed ra sao. Chúng ta không những là muốn thấy được là Fed có tiếp tục tăng lãi suất hay là không trong đợt này mà chúng ta cũng muốn biết là Fed có cái ý định gì từ đây đến cuối năm so với những gì mà Fed đã chia sẻ tuần vừa rồi quốc hội chúng ta được tuần vừa quốc hội đó thì Fed vẫn rất là hot case, rất là nhiều hâu nhưng mà đợt này thường nghĩ là Fed cũng sẽ không có tiếp tục gì hầu như vậy nữa và hiện bây giờ đó thị trường nghĩ sao các bạn thấy được là bây giờ chúng ta thấy được cái phần trăm uh, đã bắt đầu cân bằng trở lại giữa hai bên. Cái bên tay phải đó 53% này là những hợp đồng tương lai, Nhiên về là Fed sẽ tăng lãi suất 0.25, bên tay trái đại hợp đồng tương lai như về là Fed sẽ không tăng lãi suất. Các bạn thấy được là tình hình bây giờ hầu như là 50 50 rồi. Tại sao vậy các bạn? Tại vì như thường chia sẻ với các bạn, CPI như ý muốn, PPI như ý muốn, kinh tế đang chậm lại, ngân hàng gặp khó khăn và sẽ càng khó khăn hơn nếu như mà dự luật đòi các ngân hàng địa phương phải theo quy định như là các ngân hàng lớn đây là những cái thông tin mà chúng ta cũng đã nói tới ngày hôm qua rồi các bạn tại vì các bạn đã nhớ đó là chúng ta có một cái dự luật được ủng hộ bởi nghị sĩ Elizabeth Warren Dự luật này nói là những ngân hàng địa phương, những ngân hàng nhỏ đó Thì phải đi theo quy định như những ngân hàng lớn Có nghĩa là bây giờ chúng ta có sự khác biệt cho những ngân hàng mà có quản lý cái số tiền là 250 tỷ trở lên Thì những ngân hàng đó họ cần phải đi theo quy định chắc chào hơn Những ngân hàng như là ngân hàng Chase, ngân hàng Wells Fargo, ngân hàng Bank America Những ngân hàng lớn này thì họ cần phải lưu trữ nhiều tiền khách hàng gửi hơn và họ phải đi theo quy định là không được đầu tư cái gì đó hay là họ chỉ đưa đầu tư một phần nào mà thôi để ngân hàng an toàn hơn tại vì đây là ngân hàng mà thuộc dạng gọi là too big to fail nghĩa là quá lớn để sụp đổ tại vì nếu như ngân hàng lớn này sụp đổ đó sẽ kéo theo cả nền kinh tế sụp đổ luôn cho nên những ngân hàng lớn này họ cần phải theo quy định gắt gao nhưng mà những ngân hàng nhỏ như là chúng ta nói tới First Republic À, chúng ta nói tới svb những ngân hàng này đó thì không cần phải theo những quy định đó và thượng nghị sĩ elizabeth warren lập luận đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy những ngân hàng nhỏ này à, đang trên bờ vực sụp đổ và gặp rất nhiều khó khăn và nếu như mà cái dự luật đó được thông qua đó cũng đồng nghĩa là những ngân hàng nhỏ này phải theo quy định gắt giao hơn và vì lý do đó Goldman Sachs à, nghĩ là năm nay đó, nền kinh tế lại sẽ gặp khó khăn tại vì những ngân hàng nhỏ đó tuy là họ chỉ đại diện cho một phần nhỏ của ngân hàng Hoa Kỳ mà thôi nhưng mà ngược lại đó họ lại cho vay rất là nhiều để à, chúng ta có một số những con số cụ thể đó thì à, ngân hàng Goldman Sachs nói là những cái ngân hàng nhỏ mà có tài sản dưới 250 tỷ, tuy là cái tài sản họ quản lý không có nhiều, những cái ngân hàng nhỏ đó, nhưng mà so với lại tầm ảnh hưởng đến nền kinh tế thì rất là lớn tại vì những ngân hàng nhỏ đó họ lại cho vay rất là nhiều. À, để chúng ta hiểu rõ hơn đó, thì Goldman Sachs thống kê là những ngân hàng nhỏ đó đại diện cho 50% à, của cái à, việc cho vay công nghiệp và thương nghiệp, 60% cho vay bất động sản. 80% cho vay bất động sản để mà các bạn làm ăn như là bất động sản thương nghiệp và 45% cho vay uh, cho người tiêu dùng vay và đây là con số rất là lớn các bạn có nghĩa là Goldman Sachs nói tuy những ngân hàng nhỏ này đã đại diện cho một phần nhỏ của ngân hàng ở Hoa Kỳ khi tính tới vốn hóa nhưng mà họ lại đại diện cho cái số lượng ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế. Vì lý do đó, Dô mình Sát nghĩ là nếu như mà cái dự luật đó được thông qua, đúng là về cái phương diện an toàn thì sẽ an toàn hơn, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là sẽ không có ảnh hưởng xấu với nền kinh tế. Cho nên Dô mình Sát nghĩ là nền kinh tế của Hoa Kỳ trong năm nay, thay vì trước đây họ nghĩ là sẽ tăng trưởng 1.2% so với lại năm trước đó có nghĩa là GDP đã tăng 1.2 bây giờ họ nghĩ là GDP chỉ tăng có 0.3% mà thôi hoàn toàn không có tốt được các bạn cho nên trước hết á, cho dù là Fed tăng hay không tăng lãi suất nếu như mà những ngân hàng nhỏ bị ép phải theo quy định như ngân hàng lớn à, thì nền kinh tế cũng sẽ xấu thường không nói là những ngân hàng nhỏ có nên theo những ngân hàng lớn à, để an toàn hơn hay không thường không nói điều đó thường chỉ nói được ở đây là những ngân hàng nhỏ nếu theo ngân hàng lớn thì nền kinh tế sẽ bị chậm lại và sẽ cực kỳ khó khăn tại vì không còn ai cho vay nữa thì các bạn sẽ đi vay ở đâu và nếu như mà chủ tịch John Powell đang tìm kiếm một lý do để mà danh chính ngôn thuận không tiếp tục tăng lãi suất nữa thì bây giờ đã có lý do đó rồi như là thuận chia sẽ trên màn hình và nếu như Fed tiếp tục tăng lãi suất thì ngân hàng sẽ lại càng khó khăn hơn nữa à, và khi ngân hàng khó khăn thì ra sao các bạn ngân hàng khó khăn thì Fed lại phải in tiền để mà cứu trợ cho dù là họ không có dùng cái từ bail out có nghĩa là cứu những ngân hàng như là SVB và ngân hàng Central Bank nhưng mà ai cũng hiểu đó là một cái cứu trợ đến từ Fed và tiền sớm muộn gì phải in mà thôi tại vì các bạn thấy được là 25 tỷ được để riêng ra bởi Bộ Tài chính có thể là sẽ không đủ đâu khi mà những ngân hàng họ đang gặp rất nhiều khó khăn và ngay cả ngân hàng quốc tế như là các bạn thấy được là Credit Suisse thì ngân hàng trung ương của thụy sĩ cũng phải nhúng tay vào để mà hỗ trợ và nếu như mà hỗ trợ thì lại in tiền in tiền lại dẫn tới lạm phát cao nếu mà fed không tăng lãi suất thì nghĩa là thả lỏng chiến lược tiền tệ người dân lại chi tiêu lạm phát lại cao các bạn được là fed đang đứng giữa cái sự lựa chọn khó và khó hơn đối với thuận cho nên cái cuộc họp ngày 22 tháng 3 này đó là một cuộc họp mà cực kỳ quan trọng chúng ta chỉ còn một tuần nữa thôi là sẽ biết thông tin và đối với lại những cái sự kiện xảy ra gần đây đó thì các bạn thấy được là BTC là một những tài sản mà có sự tăng trưởng rất là nhiều. Từ đầu năm tới bây giờ đó BTC đã tăng trưởng 50% rồi các bạn và đương nhiên sự tăng trưởng này đó là nhiều hơn cổ phiếu và nhiều hơn vàng. Và không chỉ riêng là BTC tăng trưởng 50% là các bạn cảm thấy được là một sự tăng trưởng rất là tốt từ đầu năm tới bây giờ nhưng mà chúng ta cần phải hiểu là BTC tiếp tục đứng vững và tăng trưởng 50% sau cái sự kiện lớn liên quan tới FTX. Các bạn thấy là FTX là cái sự kiện đã đẩy giá BTC xuống cái mức là 15.500 đô thì FTX là sàn lớn thứ hai thứ ba tại Hoa Kỳ và sau cái sự sụp đổ đó, BTC vẫn từ từ ngồi dậy và đứng dậy và đối đầu với lại Fed tiếp tục hawkish. Các bạn hãy nhớ là Fed thì vẫn rất là nhiều hầu của tuần vừa rồi thì đối đầu với lại Fed À, khả năng vẫn tiếp tục tăng lãi suất BDC vẫn tiếp tục tiến tới trong năm nay và đối đầu với lại cái sự thất bại của những ngân hàng BDC vẫn tiếp tục đứng dẫn và tính tới hồi sáng này đó, thì giá của BTC đã giảm một chút so với ngày hôm qua nữa các bạn ở mức là 24.274 thì chúng ta vẫn thấy được là giá BTC vẫn giữ được trên 24.000 đô thời điểm này mặc dù đã đi xuống so với lại cái điểm cao ngày hôm qua là khoảng 26.500 đô và cả trên crypto ngày hôm nay đó thì chúng ta thì được là xuống 4.3% Vẫn hơn 1.1 nghìn tỷ Nhưng mà tuy BTC không có xuống nhiều so với ngày hôm qua xuống 0.7% mà thôi Chúng ta có một số đồng như là Ethereum, XRP, Cardano, Polygon, Dogecoin đều xuống 5-6% các bạn Nhưng mà trong những sự kiện gần đây đi qua đến ngân hàng thì ít như gì BTC cũng đã chứng minh được mình có chỗ đứng khi mà ngân hàng bất ổn và đây là một cái bài được chia sẻ ở trên Twitter liên quan tới Pi Cycle nhưng mà nào mà yêu thích Pi Cycle thì có một bạn ở trên Twitter đã chia sẻ là chúng ta đang chứng kiến một lần nữa cái đường màu xanh dương này đang chéo lên và chạm vào cái đường màu trắng. Đây là cái lần thứ ba mà điều này sẽ xảy ra đợt đầu tiên đó là vào năm 2015 tới năm 2018. Sau khi mà chúng ta thấy được là cái hiện tượng này xảy ra đó, thì chúng ta đã thấy giá của BTC đã có sự tăng trưởng là 8.000%. Năm 2019 khi mà sự kiện này xảy ra, chúng ta đã thấy được là giá BTC đã có một sự tăng trưởng rất là nhiều là 1.400%. Nhưng mà đợt này đó thì sau khi mà đã cross đã chéo qua rồi, thì BTC có tăng trưởng hay không và tăng trưởng bao nhiêu phần trăm đó là câu hỏi hiện tại. Nếu chúng ta dựa vào hai sự kiện trước đây thì có thể là BTC trong thời gian ngắn hạn thì chúng ta không có biết được là giá có giữ được 24.000 đô hay là không nhưng mà sau đó dự thực sự sẽ là một cái đợt tăng trưởng và đây là thông tin liên quan chưa những mà nào mà quan tâm đến Pi Cycle Bản thân Thuận thì các bạn cũng đã biết là hiện bây giờ đó, sau sự kiện của USDC và Thuận phải đổi hết qua BTC thì bây giờ thì Thuận đang chút lời một phần nhỏ và cũng có nhiều bạn hỏi Thuận là sẽ chút lời đến khi nào hay là chút hết. Thật ra thì bây giờ đó Thuận chỉ chút lời là 0.5% mỗi một ngày mà thôi và Thuận sẽ chút lời thêm một chút ít từ các bạn, có thể là khoảng chừng 10%. Khi mà Thuận Nhân chúc lời và đi xe trở lại, Thuận sẽ thông báo với các bạn. Và cái hành động này của Thuận đương nhiên là không phải vì Thuận nghĩ là giá của BTC có thể là xuống nữa hay là Thuận không nghĩ là không lên nữa hay gì hết. Chỉ đơn giản là Thuận đang cân bằng lại tài sản của Thuận hiện bây giờ sau sự kiện của USDC. Và cũng có một cái thông tin khác cũng rất là thú vị, à, Thuận mới vừa đọc ở trên Cointelegraph thì các bạn hãy cho Thuận cảm nghĩ của mình. À, tại vì à, chúng ta lần đầu tiên nghe thấy là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội một cư nhân ở Hà Nội, có nghĩa là Việt Nam, có tên là Nguyễn Quốc Minh. Vì Nguyễn Quốc Minh, theo Bộ Tư pháp, là người điều hành dịch vụ trộn tiền, chip mixer. Thì chúng ta đã biết là Bộ Tư pháp cũng đã buộc tội nhiều người, nhiều quốc gia, nhưng mà theo thùng biết đó, trong thị trường crypto này đây là lần đầu tiên chúng ta nghe nói một người Việt được nêu danh bởi Bộ Tư pháp ở Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp đó đã buộc tội Nguyễn Quốc Minh rửa tiền điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đánh cắp danh tính nếu tội danh thành lập đó, thì có thể bị hình phạt tối đa là 40 năm tù anh Minh được xác định là người tạo ra và điều hành cơ sở hạ tầng trực tuyến được chip mixer sử dụng anh Minh bị cáo buộc đã quảng cáo chip mixer trực tuyến và tư vấn cho khách hàng về cách tránh biện pháp xác minh thân phận như là KYC và chống rửa tiền. Ngoài ra thì chip mixer đã phục vụ khách hàng Mỹ mà không cần đăng ký với mạng lưới thực thi tội phạm tài chính là FinCEN và Bộ Tài chính của Hoa Kỳ và không thu thập dữ liệu email và KYC Tôi nghĩ đây là cái uh, lý do tại sao mà Bộ Tư pháp Mỹ có thể là khởi tố người này ở uh, Việt Nam. Tại vì bất cứ một cái doanh nghiệp nào mà có dính dáng tới người Hoa Kỳ, cung cấp điều cho người Hoa Kỳ thì uh, Bộ Tư pháp đều có quyền hết. Cho nên đó là lý do tại sao mà các bạn thấy rất nhiều những dịch vụ, nhưng sang dịch bây giờ đó là họ ngưng không có cho người Hoa Kỳ tham gia. Tại vì rất là phiền phức nếu như mà có dính dáng tới người Hoa Kỳ thì uh, Bộ Tư pháp sẽ có quyền. Và Thuận cũng chưa rõ những cái chi tiết như thế nào Bây giờ anh Nguyễn Quốc Minh này có phải ra tòa hay là dẫn độ hay gì hết á? Tại vì người này là người đang ở Việt Nam mà Cho nên khi mà có thêm thông tin thì chia sẻ với các bạn như thế nào mà biết thêm tài liệu Thì hãy comment bên dưới để mọi người hiểu rõ hơn Bộ Tư pháp đã cáo buộc chip mixer với một số hoạt động bất hợp pháp từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 3 năm 2023, bao gồm cả việc tạo điều kiện rửa 17 triệu đô la Bitcoin liên quan đến các cuộc tấn công ransomware giúp rửa hơn 700 triệu đô la Bitcoin được kết nối với các ví chứa tiền của hacker, bao gồm tiền từ Axie Infinity, Ronin Bridge và Harmony Horizon Bridge, và hơn 200 triệu đô la Bitcoin được liên kết với Darknet, cũng như Bitcoin được sử dụng bởi Nga để mua phần mềm độc hại để những cáo buộc của Bộ Tư pháp hiện bây giờ. Và Elliptic, đây là công ty phân tích dữ liệu on-chain, cho biết họ đã phân tích các giao dịch chuỗi khối của máy trộn và đã nhận thấy là chip mixer đã được sử dụng để rửa hơn 844 triệu đô la Bitcoin có thể được liên kết trực tiếp với hoạt động bất hợp pháp bao gồm ít nhất là 666 triệu đô la từ các vụ hack. Đây là cái thông tin được chia sẻ bởi Contact App các bạn. Và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó chính là liên quan tới Filecoin. Thì Filecoin là một đồng mà hầu như là cũng nhiều người nghe nói đến mà ít người quan tâm tại vì Filecoin là một đồng mà lưu trữ dữ liệu phi tập trung nhưng mà bây giờ Filecoin đã coi như là thay đổi cái chiến lược của mình rồi Filecoin đã ra mắt thành công Filecoin Virtual Machine nghĩa là FVM hỗ trợ cho việc xây dựng hợp đồng thông minh trên blockchain của Filecoin cũng như là blockchain của layer 1 khác có nghĩa là Filecoin đã chuyển thành nền tảng hợp đồng thông minh à, giống như là Ethereum giống như là Cardano vân vân FVM sẽ tương tác à, với các blockchain như Ethereum, Polygon, qua cầu nói crosschain với lợi thế là một kho lưu trữ phi tập trung khổng lồ thì lợi thế phát triển ở Filecoin như xây dựng mạng xã hội phi tập trung hay các dự án NFT sẽ mang tính thuận lợi hơn vì người dùng sẽ được làm chủ dữ liệu của họ, quản lý và kiếm tiền từ quảng cáo. Các dữ liệu đó sẽ được mã hóa và bảo quản trên blockchain của Filecoin và đây là thông tin dành cho những bạn nào mà yêu thích Filecoin và đây là cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn. Nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong mọi video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là CoinEx, OKX, Bybit Hay là Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch, thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.